được thành lập ngày 4 tháng 7 năm 2003, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương, cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp địa phương trên phạm vi cả nước. Trong suốt chặng đường 20 năm, Cục Công Thương địa phương đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, hòa chung dòng chảy của toàn ngành công thương, góp phần mang lại những giá trị phát triển mới cho đất nước. Trong 20 năm hoạt động, có thể khẳng định những nhiệm vụ chính của Cục Công Thương địa phương như khuyến công, cụm công nghiệp, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được triển khai đúng định hướng, đạt hiệu quả tốt, có tác động tích cực tới doanh nghiệp và ngành công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở đảng của Cục Công Thương địa phương cũng không ngừng phát triển về mọi mặt. Công đoàn Cục đã cùng với chính quyền triển khai toàn diện các mặt công tác với nhiều hoạt động đổi mới thiết thực có chiều sâu. Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang là xu hướng chủ đạo và phát triển mạnh mẽ, mang lại những thời cơ thuận lợi cùng khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động Cục Công Thương địa phương chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đảng, nhà nước ta đang chủ trương đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa nước và xây dựng nông thôn mới nhằm đưa nước ta trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030, tạo tiền đề quan trọng để đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, tôi đề nghị lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động của Cục Công Thương địa phương chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Một là tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các nghị quyết chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp, thương mại địa phương. Hai là bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình quốc tế trong nước và hoạt động công nghiệp thương mại ở từng vùng, từng địa phương và nhu cầu của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những khó khăn vướng mắc đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chủ động tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong công tác hoạch định các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển công nghiệp thương mại địa phương bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia. Ba là tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khuyến công quốc gia theo chuỗi ngành hàng và chuyển đổi số, chủ động tham mưu kết hợp hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ nhà nước với động viên huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh công tác bình chọn phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ khuyến khích phát triển những sản phẩm có chất lượng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cũng tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng cờ thi đua của Bộ Công Thương cho Cục Công Thương địa phương vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua ngành công thương năm 2022. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho tập thể Cục Công Thương địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân dịp 20 năm ngày thành lập cục. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân dịp 20 năm thành lập cục. Kỷ niệm chương vì sự phát triển của ngành công thương Việt Nam cho 9 cá nhân đã có thành tích trong công tác góp phần xây dựng phát triển ngành công thương Việt Nam.